Hello, xin chào các bạn. Hiện tại Moto Sài Gòn đang có mặt tại showroom Honda Moto Hoàng Việt số 2 Lãnh Bình Thân, quận 11. Thì hôm nay là ngày các thành viên tham gia hành trình Honda Biker Day 2021 sẽ quy tụ tại showroom để test PCR. Và kết quả sẽ được thông báo vào ngày mai. Thì những bạn nào mà những thành viên âm tính thì sẽ được tham gia ha. Nói chung là Honda tổ chức rất là kỹ và bài bản. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn vào xem tham quan showroom cũng như là xem cái quá trình mà test PCR của các thành viên tham gia hành trình nhé. Có cả mẫu CBR150 mới nè. Thì cái chuyến đi hôm nay nó cũng hoành tráng ha, cũng hoành tráng không thua gì Honda Biker Day năm ngoái diễn ra tại Phan Thiết các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn vào bên trong. Wow, rất là đẹp luôn. 3G đây, siêu phẩm 3G Africa Twin. Mình vô. Giờ mình vào trong chuẩn bị test PCR. Đây showroom có đồ của CV nữa đây, đồ áo nè, rất là đẹp. CV cái gì mẫu nón ha. Đây cũng là nơi phân phối luôn nha các bạn, phân phối chính hãng thuộc của Olin. Và đây là một số vật phẩm sẽ phát cho các thành viên tham gia hành trình Honda Biker Day ngày mai. Ở đây mình biết là trong chuyến đi này do lên Đà Lạt là trời lạnh nên sẽ có áo ấm nữa, nên Honda chuẩn bị rất là kỹ. Đây đội ngũ y tế đang chuẩn bị lấy mẫu. Nếu mà có biker Diễm Trần luôn. Diễm test chưa? Test rồi anh. Cảm giác sao? Đau. Đau. Nói chung cái gì chọc thì cũng sướng, mỗi cái này chọc cũng sướng thôi. Cái gì cũng sướng này. Tháng này anh được chọc 5 lần rồi. Tháng này bị chọc 5 lần thôi á. Đấy là ít nha. Yên tâm, Honda bên đây bật 1 lần đấy. Tiếp nữa. Đấy, bạn thấy chọc rất là thốn. Vì PCR là test mũi với dưới họng rồi cũng rất là kỹ nha, để đảm bảo các bạn hành trình an toàn nhất có thể. Đây một bạn nữ chuẩn bị test đây, thì kết quả sẽ được công bố vào ngày mai. Nên em thấy cái dàn phụ Olin rất là đã. Thì bên phải đây là bộ giáp. Thì bộ giáp này theo mình biết là khi mà các bạn sở hữu CBR 1000 3G đó là sẽ được tặng luôn nha, tặng miễn phí nguyên cái bộ giáp luôn, rất là đã. Rồi nhìn rất là thốn. Chút ở đây mình cũng sẽ bị chọn như vậy. Ở đây là khu vực xếp Việt, hôm nay các thành viên tham gia cũng sẽ quy tụ tại đây để bảo trì xe, kiểm tra xe hay nhớ đồ để sẵn sàng xuất phát vào ngày 7 tháng 1 thì tại Bico Plaza quận Tân Bình. Rất là đông đảo luôn. Đây một bà một anh đi Golden Wing đến bảo trì luôn. Thì theo lịch trình là hẹn từ 3 giờ để đến test PCR cũng như là bảo trì bảo dưỡng xe đồ. Bắt đầu xuất hiện đông, dần dần các thành viên tham gia xuất hiện rất là đông rồi. Rồi Moto Sài Gòn sẽ đồng hành cùng với cái chuyến đi Honda Biker Day năm nay luôn ha. Mình sẽ thường xuyên cập nhật các bạn cùng đón xem nhé. Thì sau khi test PCR hôm nay thì ngày mai mình sẽ nhận xe là một chiếc CBR 650 để đồng hành với đoàn. Đấy, và một số vật phẩm gọi là servo kit ha, gồm áo, nón, quần rồi đó vân vân để tham dự gala dinner tại Đà Lạt ha, Resort Terracotta. Thì sáng ngày 7 đoàn sẽ tập trung tại Bico Plaza tại quận Tân Bình và sẽ xuất phát đi quốc lộ ha, đi theo quốc lộ đi lên Đà Lạt luôn. Rồi
các bạn nhớ like, subscribe, theo dõi nha. Mình sẽ liên tục cập nhật hành trình Honda Bike Today 2021.